Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thủy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Lee Gong-jin: lũ lụt có nhiều khả năng xảy ra ở miền Bắc và miền Nam đất nước tôi trong mùa lũ năm nay. Sau phiên họp toàn thể thứ 2 của kỳ họp thứ 5 Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 13, hoạt động phỏng vấn kênh Bộ trưởng đã được tổ chức. Một số người đứng đầu các bộ ngành liên quan và ủy viên quốc vụ dự họp đã được mời phỏng vấn qua video trực tuyến. Phóng viên từ dịch vụ tin tức Trung Quốc: tôi có thể hỏi Bộ trưởng Lý, Cục Quản lý Nguồn nước đã ứng phó và phòng chống lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực vào năm ngoái như thế nào và hiệu quả của việc phòng thủ như thế nào? Có phân tích và nhận định về thiên tai lũ lụt năm nay? Nếu vậy, những biện pháp nào được áp dụng để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động của thiên tai? Lee Gong-jin, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước: điều kiện địa lý và khí hậu của đất nước tôi rất đặc biệt, lượng mưa phân bố theo thời gian và không gian cực kỳ không đồng đều, dẫn đến lũ lụt và hạn hán thường xuyên, vốn là chế độ nước cơ bản ở Trung Quốc từ thời cổ đại. Năm ngoái, sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, lưu vực sông Hải Hà, sông Yangwei, sông Nên Giang, sông Tùng Hoa, sông Hắc Long Giang, hồ Thái Hồ và các sông hồ lớn khác lần lượt bị lũ lụt. Đặc biệt là vào mùa thu, vùng hạ lưu trung lưu của sông Hoàng Hà trải qua trận lũ lụt mùa thu nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập Trung Quốc mới. Sông Weihe trải qua trận lũ lụt mùa thu lớn nhất kể từ khi có dữ liệu đo được và sông Hàn đã trải qua 7 trận lũ lụt mùa thu lớn vượt quá 10.000 mét khối mỗi giây. Đồng thời, lưu vực sông Châu Giang, đặc biệt là lưu vực sông Đông Giang và sông Hán Giang đã trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm và lượng nước đổ vào giảm hơn 70%. Đồng bằng sông Châu Giang bị thách thức nghiêm trọng. Trước tình hình hạn hán và lũ lụt vô cùng khắc nghiệt, chúng tôi sẽ dốc toàn lực và tập trung vào 3 điều. Thứ nhất, chúng tôi sẽ đặt mục tiêu một cách vững chắc. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có những chỉ đạo quan trọng về công tác phòng chống lụt bão, trong đó yêu cầu rõ ràng việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân phải luôn được ưu tiên hàng đầu. Đây không chỉ là tiêu chí để đánh giá tính đúng đắn của các phương án phòng thủ khác nhau, mà còn là mục tiêu cơ bản cần đạt được trong các công tác quốc phòng khác nhau. Thứ hai là tuân thủ 4 dự báo, đó là dự báo, cảnh báo sớm, diễn tập và kế hoạch. Chúng tôi yêu cầu mọi công trình đầu nguồn, mọi trận lũ, mọi công trình hồ chứa, mọi công trình đê điều, mọi ứng dụng phân lũ của mọi khu vực chứa và giảm lũ, mọi công tác sơ tán dân bị lũ đe dọa phải được thực hiện và phải thực hiện khi đến nơi đến chốn. 4. Sơ bộ, chúng ta phải ứng phó một cách khoa học, trật tự và hiệu quả và kiên quyết đánh trận có chuẩn bị bảo đảm. Thứ ba là bám sát hàng phòng ngự. Khi có lũ, đập hồ chứa, kè sông là tuyến phòng thủ đầu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trật tự bám sát tuyến đầu phòng chống lụt bão ngày đêm, tuần tra bờ bao, kiểm tra độ nguy hiểm, bố trí trước vật tư thiết bị, kiên quyết thực hiện sớm, nhỏ, chụp giật để đảm bảo an toàn công trình. Năm 2002 có tổng số 4.347 hồ chứa lớn và vừa trên cả nước sẽ được đưa vào sử dụng để tích lũ. Với dung tích trữ lũ tích lũy là 139 tỷ mét khối, cả nước có 11 khu vực chứa và xử lý lũ quốc gia sẽ được đưa vào sử dụng để phân lũ. Với dung tích chứa lũ riêng là 1,328 tỷ mét khối. Thông qua tác động tổng hợp của hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ và hệ thống phi kỹ thuật, 1.494 thành phố và thị xã đã được giảm ngập lụt, giảm 25,34 triệu hectare đất canh tác và tránh được việc di chuyển của 15,25 triệu người, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của mọi người ở mức độ lớn nhất. Trong bối cảnh hạn hán tồi tệ nhất ở lưu vực sông Châu Giang trong 60 năm qua, 3 tuyến phòng thủ đã được xây dựng để đảm bảo cung cấp nước cho địa phương, gần mặt đất và xa bờ, và quản lý tài nguyên nước thống nhất đã được thực hiện trên toàn lưu vực, an ninh nước cho cư dân thành thị và nông thôn ở đồng bằng. Tình hình lũ năm nay sẽ ra sao? Chúng tôi cố gắng rời hàng rào phòng chống về phía trước. Mùa lũ năm nay, đặc biệt là mùa lũ, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và nhận định xu thế sơ bộ. Kết quả nghiên cứu như sau: miền Bắc và miền Nam nước ta có nhiều khả năng xảy ra lũ lụt, miền Bắc có khả năng xảy ra nhiều hơn miền Nam, miền Trung có khả năng xảy ra hạn hán. Về lưu vực sông, sông Nên Giang, sông Tùng Hoa, sông Hắc Long Giang, vùng nước trung tâm và phía bắc của lưu vực sông Hải Hà, dòng chính của sông Hoàng Hà và các nhánh của nó, sông Dinh Hê và sông Phen Hê có khả năng có lưu vực lớn lũ lụt. Ở phía nam, lũ lụt trong khu vực có thể xảy ra ở thượng lưu sông Dương Tử, sông Tây Giang ở lưu vực sông Châu Giang và các ven sông biển Đông Nam.
hạn hán khu vực có thể xảy ra ở trung tâm, trung lưu sông Dương Tử và hạ lưu sông Hàn. Tất nhiên đây là nhận định xu hướng sơ bộ nhất ở thời điểm hiện nay. Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích, nhận định và dự đoán tình hình lũ lụt trong mùa lũ năm nay, đồng thời kết nối các công tác chuẩn bị tương ứng kịp thời để chuẩn bị ứng phó. Chúng tôi sẽ kiên trì và nỗ lực hơn nữa để thực hiện 3 việc. Thứ nhất, chúng tôi củng cố mục tiêu và luôn đặt sự an toàn tính mạng và tài sản của mọi người lên hàng đầu. Thứ hai là kiên quyết làm tốt công tác dự báo, cảnh báo sớm, diễn tập, xây dựng kế hoạch và kiên quyết đánh trận, chuẩn bị, đánh chắc. Thứ ba là kiên quyết bảo vệ giới tuyến an toàn của các công trình thủy lợi. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, mưa lớn và lũ lụt có thể xảy ra ở miền Nam nước này vào tháng 5. Thông tấn xã Trung Quốc Bắc Kinh ngày 5 tháng 5, phóng viên Chen Su Văn, Phòng Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã công bố tình hình rủi ro thiên tai quốc gia trong tháng 5 vào ngày 5 tháng 5, cho thấy dự kiến sẽ có mưa lớn và lũ lụt có thể xảy ra cục bộ ở phía Nam vào tháng 5. Mới đây, Văn phòng Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Cục Quản lý Khẩn cấp cùng với các sở ngành liên quan đã tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp để thảo luận và nhận định về tình hình rủi ro thiên tai trong tháng 5. Phân tích toàn diện cho thấy trong tháng 5, lượng mưa sẽ nhiều hơn ở Bắc Trung Quốc, Đông Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Thời tiết đối lưu mạnh có thể xảy ra thường xuyên, nguy cơ lũ lụt và thiên tai mưa đá cao, mưa lớn và lũ lụt có thể xảy ra cục bộ trong Nam. Các bộ phận của Hoa Đông, Trung Nam, Tây Nam và Tây Bắc Trung Quốc nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất tương đối cao. Cấp độ nguy hiểm cháy rừng cục bộ ở Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc là rất nguy hiểm. Một xoáy thuận nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến bờ biển Nam Trung Quốc tại đầu tháng. Bắc Trung Quốc, Đông Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc có nguy cơ lũ lụt, gió và mưa đá cao hơn. Dự báo trong tháng 5, lượng mưa ở Đông Nội Mông, Bắc Đông Bắc Trung Quốc, Bắc Trung Quốc, Đông Bắc Trung Quốc, Bắc Trung Bộ, Tây Tây Nam Trung Quốc và Nam Tây Tạng sẽ cao hơn cùng kỳ năm trước. Bắc Kinh, Thiên Tân, hầu hết Hà Bắc, Đông Sơn Tây, Bắc Sơn Đông và Giang Tô Nam, Thượng Hải, Nam An Huy, Đông Hồ Bắc, Bắc Chiết Giang, Tây Vân Nam, Nam Tây Tạng và những nơi khác cao từ 20 đến 50%. Các khu vực nêu trên có khả năng xảy ra mưa to, dông, gió giật mạnh, mưa đá và các đối lưu mạnh khác, có thể dẫn đến lũ cục bộ và thiên tai mưa đá. Mưa lớn cục bộ và lũ lụt có thể xảy ra ở phía Nam, tập trung vào các vùng Giang Nam, Nam Trung Quốc và Giang Hoài. Nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất tương đối cao ở các khu vực thuộc Hoa Đông, Trung Nam, Tây Nam và Tây Bắc Trung Quốc. Người ta ước tính rằng vào tháng 5, Tây Chiết Giang, Đông Nam An Huy, Tây Bắc Phúc Kiến, Đông và Tây Giang Tây, Đông Nam và Tây Hồ Bắc, Bắc và Trung Hồ Nam, Bắc Quảng Đông, Bắc Quảng Tây, Đông Tứ Xuyên, Đông Trùng Khánh, Bắc và Trung Quý Châu và Vân Nam, nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất tương đối cao ở Đông Bắc, Nam Thiểm Tây và Nam Cam Túc, Đông Thanh Hải và các khu vực địa phương khác. Nguy cơ cháy rừng cục bộ ở Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc là rất cao. Trong tháng 5, cấp độ nguy hiểm cháy rừng ở nhiều nơi ở miền Bắc và miền Nam tương đối cao, trong đó cấp độ nguy hiểm cháy rừng tại một số khu vực ở Bắc Bắc Kinh, Bắc Hà Bắc, miền Trung và Bắc Sơn Tây, Đông Bắc Nội Mông, miền Trung và Nam Liêu Ninh, Đông Cát Lâm, Tây Bắc Hắc Long Giang, Đông Sơn Đông và Bắc Thiểm Tây là cao, là rất nguy hiểm. Lốc xoáy nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến bờ biển Nam Trung Quốc. Đầu tháng 5 sẽ có xoáy thuận nhiệt đới hoạt động có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh hưởng của nó sẽ có mưa to đến rất to ở đảo Hải Nam, vùng ven biển Quảng Đông và các nơi khác. Biển động mạnh cấp 9, 10, cần đề phòng các tác động xấu của mưa gió và các đợt bão lớn có thể xảy ra. Ủy ban sông Châu Giang tổ chức cuộc diễn tập lập lịch trình kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Châu Giang năm 2022. Để thực hiện đầy đủ tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai và các chỉ thị yêu cầu quan trọng của Thủ tướng Lý Khắc Cường, đồng thời nghiêm túc thực hiện các sắp xếp triển khai của Bộ Thủy lợi, sáng ngày 11 tháng 5, Ủy ban sông Châu Giang đã tổ chức cuộc diễn tập lập kế hoạch và kiểm soát lũ lưu vực sông Châu Giang năm 2022 sẽ kiểm tra toàn diện khả năng chiến đấu thực tế của phòng chống lũ lụt đầu nguồn. Wang Baowen, Phó Chỉ huy điều hành của Tổng cục Phòng thủ sông Châu Giang và Giám đốc Ủy ban sông Châu Giang đã tham dự cuộc tập trận và có bài phát biểu. Wang Haibin, Thanh tra Bộ Quốc phòng của Bộ Thủy lợi, quan sát quá trình đào tạo của các giảng viên tại chi nhánh Bắc Kinh. Chu Gaxi, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng sông Châu Giang, kiêm Phó Giám đốc Ủy ban sông Châu Giang chủ trì cuộc diễn tập. Dựa trên hiện trạng điều độ và vận hành bình thường của các công trình thủy lợi, bài tập này đã chọn trận lũ điển hình lịch sử tháng 6 năm 1998 làm nền và xem xét các điều kiện bất lợi như lượng mưa tăng lần lượt là 10% và 15%, hiển thị toàn bộ quá trình lượng mưa, dòng chảy, hợp lưu, điều tiết, diễn biến và quản lý toàn bộ chuỗi dự báo lũ, cảnh báo sớm và lập kế hoạch trước lũ, đã thực hiện toàn bộ quá trình diễn tập kiểm soát lũ lụt có hệ thống trong lưu vực lần đầu tiên.
Cuộc diễn tập bao gồm việc dự báo và dự báo điều kiện mưa, diễn tập phương án điều động, ứng phó lũ lụt của dự án quản lý trực tiếp và quy trình ra quy định, đồng thời kiểm tra toàn diện công tác điều động lũ lụt, ứng cứu khẩn cấp và xử lý khả năng của dự án. Trong cuộc tập trận, mỗi đơn vị tham gia đều có sự phân công lao động rõ ràng và hợp tác chặt chẽ để thực hiện dự báo lũ lụt và phân tích ứng phó quốc phòng. Hội thảo video tại địa điểm để nghiên cứu phân tích việc kiểm soát lũ của các hồ chứa đường trục trung lưu và thượng lưu, lịch cạo đỉnh, thời gian dịch chuyển đỉnh của các hồ chứa khác, kiểm soát lũ khẩn cấp và các biện pháp lịch trình trong thời gian xây dựng dự án hẻm núi Đa Tang, ứng dụng buộc phải xả lũ bằng các kè cực cao phía hạ lưu và sử dụng các khu vực tạm giữ ngăn lũ để chuẩn bị ứng phó với lũ. Đồng thời, theo xu hướng phát triển lũ lụt của Tây Giang và Bắc Giang, cấp độ ứng phó khẩn cấp đã được điều chỉnh kịp thời. Các biện pháp ứng phó khẩn cấp liên quan và các tổ công tác đã được bố trí và triển khai. Wan Habin cho rằng cuộc diễn tập sát với thực tế chiến đấu có các yếu tố toàn diện, hình thức mới lạ và trình độ cao, đồng thời đưa ra các ý kiến, đề xuất có mục tiêu nhằm nâng cao hơn nữa trình độ diễn tập điều động đầu nguồn và khả năng tác chiến thực tế. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.